Rồi bây giờ ta đi qua làm khi xử lý cái hàm là lít trái là sự kiện mở ô á, thì bây giờ là sẽ liên quan tới kiến thức là học toán lon, là cái phần quan trọng nhất trong cái game nhiều miền này. Trước khi vào code thì mình đi phân tích đời trước nè, một ô mà mình xét việc xung quanh ô nó nè. Bây giờ thì chẳng hạn như bây giờ mình mở ô này, mình mở trúng ngay cái ô này, và cái ô này nó là ô rỗng. Ô rỗng thì mình sẽ lon ra xung quanh vị trí nó. Nếu như tính theo chỉ số dòng là chỉ số y ở trên màn hình này nè, trên màn hình console nè, thì có phải là lùi về thì nó xét được ba ô, ba hàng trên này không, và nó tiến lên thì nó xét được ba hàng trên này, là tổng cộng là 6 ô, và nó sẽ dịch qua bên trái thì là nó sẽ diệt được hàng bên đây, và qua phải thì nó có một ô nữa. Vậy tổng cộng là nó có 8 ô xung quanh. Nếu như nó lùi về đây, có phải là y trừ 1 không? Nè, từ đây mà nó về đây, có phải là vị trí y trừ 1? Nhưng mà nó tiến lên đây nè. Nè, nó tiến lên là đi đi xuống đây nè. Đó. Thì có phải là y cộng 1 không? Y cộng 1. Đồng nghĩa với là cái này là dòng trừ 1 á. Cái này là dòng cộng 1. Dòng cộng 1. Tương tự, nếu nó lùi qua trái thì có phải là x trừ 1, nó đi qua phải thì có phải là x cộng 1 không? Thì ở đây tương ứng là cột cột cộng 1. Vậy ta có cách nè để mà xét duyệt được những cái ô xung quanh nó là 8 ô lân cận nữa đó. Có một phương pháp, ta lùi về một bước đây, ngay cái dòng này lùi về sau, có nghĩa là y trừ 1. Số dòng đúng không, là biến y này nó sẽ bằng cái gì? Y trừ 1 là chạy từ đây xong rồi á, tiếp tục ngay cái dòng này ta sẽ xét những cái cột nữa, là ví dụ ngay đây đi, ta xét những cái hàng này nè, này ngay đây đầu tiên là xét này, xong rồi ta xét quần này, xét quần này, thì lúc đó ta sẽ tăng tăng cái dòng lên một, lúc đó là cái dòng này ta xét dòng này. Tương tự cột thì nó cập nhật lại vị trí là nó lùi về sau thì nó lùi về đây, tiếp tục nó xét ô này xong tới ô này, mà nếu mà nó trúng ô này thì có phải tọa độ YZ bằng với lại XY không? Khi mà YZ mà bằng XY á, mình bỏ qua mình không có xét, có nghĩa là không có xét chính nó, và tăng lên mình xét tới ô này. Tiếp theo là tăng cái dòng lên nữa, tăng dòng lên nữa thì có phải là xét ô này tương ứng với này này y, nó sẽ bằng là y trừ 1, y nhỏ hơn hoặc bằng y cộng 1, có nghĩa là nó chạy từ vị trí mà ngay ngay hàng này này trừ 1 cho tới vị trí hàng này cộng 1, là chạy từ vị trí này cho tới vị trí này. Tương ứng hàng j nó chạy từ cột này qua cột này, có phải là j sẽ bằng x trừ 1 chạy cho tới là nhỏ hơn hoặc bằng x cộng 1. X cộng 1. Tại vì ở đây á, ở đây là trên giao diện á, thì là mình chiếu theo dòng á, thì nó là y, chiếu theo cột là x, nhưng mà khi xử lý á, y g thì tọa độ nó vẫn là x y đó. Thì cái ở đây là cái ý tưởng của mình là diệt những ô xung quanh là như vậy. Bây giờ nè, ta vào hẳn cái project để làm void lít trái có tọa độ là xy. Tọa độ là xy. Thì khi xử lý á, nó không có ngược giao diện thì mình xử lý ngược lại, ngược ngạo lại là gy, còn mà xử lý cái nền ở dưới thì xy vẫn là xy. Rồi, đầu tiên vô á là người ta xét. Nếu cái ô đó, cái ô có tọa độ xy chưa có mở là phủ định lại. Ví dụ như ban đầu là chưa mở đúng không? Chưa mở là false, mà false phủ định của false là true, có nghĩa là chưa mở, và đồng thời cũng là chưa có cắm cờ. Chưa có cắm cờ. Thì ta đi xét là ta đi mở ô
ta viết một cái hàm mở ô truyền vào là xx t. Rồi ở trên đây là sẽ thiết kế cái hàm là mở ô void, vẫn là xài điều kiện này. Nếu như là chưa mở, là ô nó chưa mở và chưa cấm cầu thì ta mở, và đồng thời cập nhật cho này, cho cái ô này nè. Bằng chu. Và ta xét xem ô này có bơm hay không. Nếu mà mở trúng ô bơm á, hu thì bây giờ mình chưa thiết kế được cái hàm hu ở đâu. Tạm thời là exit đi, là hết chương trình luôn á. Nếu mở trúng ô bơm là tự động hết chương trình. Còn ngược lại, ngược lại có nghĩa là không có bơm. Nếu như không có bơm rồi thì nó sẽ có hai trường hợp, là trường hợp sẽ là ô đó là số, thì số sẽ chạy từ 1 tới 8, có nghĩa là những con số đó thể hiện là bơm lên cận đó, hoặc là trường hợp là ô rỗng. Vậy thì ta phải đi đếm số quả bơm xung quanh nó, đúng chưa? Vậy ở trên đây là ta thiết kế một cái hàm kiểu trả về là sort, là đếm bơm lân cận, truyền vào là tọa độ xi. Ở đây là mình sẽ khai báo một biến đếm sort đếm bằng 0, chạy dòng là for nè, in y bằng xi xx trừ 1, và y chạy cho tới cái gì, xi cộng 1, đúng không, lùi xuống và chạy cho tới cái dòng là trên nó một bậc, cho nó tương tự cột cũng vậy, g bằng xi trừ 1, g nhỏ hơn hoặc bằng xi cộng cộng g. Khi mà các bạn diệt những cái ô lân cận đó thì phải chú ý những cái vị trí là đặc biệt. Chẳng hạn như bây giờ mình mở cái ô này thì những vị trí lân cận nó chỉ có 3 ô này thôi, những cái ô xung quanh nó là có 3 ô thôi. Còn những cái ô đây là ngoài biên nè, ở ngoài đây nè là ngoài biên nè, là những vị trí không hợp lại. Chẳng hạn như cái ô này đi thì sẽ có 3 ô ở trên và 2 ô hai bên là ở mảng thôi, còn mấy cái ô ở ngoài đây là ngoài biên nè, là những vị trí không hợp lại. Vậy thì những vị trí không hợp lại ta sẽ bỏ qua, và bỏ qua luôn cái ô mà mình đang diệt, là cái ô mình đang mở á. Vậy thì nếu y mà nhỏ hơn 0, đúng chưa, là không hợp lại, làm gì có vị trí âm. Cái thứ hai nữa là y lớn hơn hoặc bằng số dòng, hoặc có nghĩa là dòng mình, ví dụ như mình có 9 dòng thì cái số tối đa là 8 mà nếu nó bằng 9 thì cũng không được. Cho nên là xét những cái vị trí ngoài biên là những vị trí không hợp lại á, nè, xét những vị trí không hợp lại, suy ra nè, tiếp tục lập nè. Rồi tương tự g mà nhỏ hơn 0 hoặc g lớn hơn hoặc bằng số cột, hoặc là bỏ qua trường hợp là y mà bằng y bằng tọa độ x và g bằng tọa độ y, bỏ qua trường hợp đó thì continue. Khi mà nó chạy xuống tới đây thì xét xem ô này, xét xem ô có bơm hay không, có tăng lên 1, là tăng đếm lên 1 nè. Vậy nếu CTO là EG mà chấm có bơm bằng chu thì cộng cộng đếm, và ở đây ghi tên là biến đếm. Ở đây là khai báo kiểu sort, rồi là s số bơm sẽ bằng là bơm lân cận,
Nếu như số bơm lân cận này mà là lớn hơn 0 thì cập nhật cái ô đó có bơm lân cận SX thì bơm lân cận sẽ bằng là số bơm vừa đếm được, số bơm lân cận vừa đếm được. Còn ngược lại là có bơm nè, lân cận nè, còn cái hàng này là ô có bơm, xì ra là hô. Ở đây mình phải cập nhật lại là số ô đã mở tăng lên, tăng số ô đã mở lên 1. Rồi bây giờ trường hợp này là trường hợp ô rỗng đúng không? Trường hợp này là ô rỗng. Ô rỗng thì ta áp dụng phương toán lon. Phương toán lon có nghĩa là ta đi diệt những cái ô xung quanh đó đồng thời nè. Ví dụ như nè, ô này là ô rỗng thì ta diệt chúng những cái 8 ô xung quanh nó đi, thì tiếp tục có phải là mở 8 ô xung quanh nó không? Là cái hành động là lại mở ô nữa. Vậy thì ở trong đây nè, ta sẽ gọi là cái hàm để quy đúng không? Là diệt nè các ô lân cận và gọi để quy. Copy ở trên đây cho nó nhanh. Xóa này đi. Ở đây là gọi để quy. Mở ô EG. Đấy. Nếu như là ô rỗng thì diệt cái ô lân cận và gọi để quy. Là cái hành động mở ô nữa. Khi mà xong người ta vẽ bảng thôi. Mà cái hàm vẽ bảng là mình chưa có cập nhật thì phải. Đây nè, ở đây mình chỉ mới vẽ là cắm cờ rồi ô chẵn, ô lẻ thôi à. Bây giờ là đi vẽ những cái ô chẳng hạn ô có bơm xung quanh nè, EG chấm bơm xung quanh là bơm lân cận á. Vẽ ô truyền vào là GE CTO luôn, truyền vào số lượng là bơm lân cận luôn. Chấm ngược lại, nếu CTO PG đã mở có nghĩa là rỗng á, là ô rỗng vẽ ô GE không, không là ô rỗng nè, kiểu không. Ở dưới cái hàm này phải gọi hàm ngay sự kiện này trái truyền vào, thì nè truyền vào con trỏ mà đang gọi là con làm vị trí con trỏ đúng không, mà vị trí con trỏ này á là phải truyền theo ix, là bởi vì vị trí con trỏ này nó theo kiểu là giao diện nè, nó theo là bên giao diện á, cho nên là mình phải truyền vào ix. Rồi mở ra có cái gì đó sai sai à, ở đây hiếu ẩu quá. Rồi chạy lại đây đó, nó mở ra nè, không chúng ô những cái ô này nè, những cái ô mà có số nè thì nó dừng lại nè, nó lon rồi nè. Tiếp theo đó, rồi chúng ô có bơm thì tự tắt quy trình thôi. Mở ra hả, mở rồi xung quanh có bơm không. Rồi thì mình đã xong cái hàm lít trái lít phải rồi.